Sau khi báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết rừng phòng hộ ven biển Hà Tĩnh chết khô, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp địa phương và đơn vị liên quan, kiểm tra cụ thể, khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết để xử lý việc rừng ngập mặn bị chết tại thị xã Kỳ Anh theo đúng quy định. Sau khi kiểm tra thực địa và làm việc với Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh cho thấy, diện tích rừng có cây chết không có khả năng phục hồi là 25,81 ha trong tổng số 43,21 ha, chiếm tỷ lệ 60%. Diện tích rừng có cây đang sống 17,4 ha, chiếm tỷ lệ 40%. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, trong số cây chết không có khả năng phục hồi, toàn bộ cây bị trụi lá hoàn toàn, cành bị khô, gãy và bị bong tróc vỏ ngoài, rễ khí sinh, rễ thở cũng đã bị thối, khô héo. Không phát hiện các loài sinh vật gây hại như giáp xác, sâu đục thân bám vào thân cây. Qua kiểm tra bước đầu chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cây rừng trồng ngập mặn bị chết và loại trừ nguyên nhân do các đối tượng sinh vật gây hại. Thời điểm cây chết cách thời điểm kiểm tra khoảng 1 đến 3 tháng. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh giao Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh và các đơn vị liên quan theo dõi diễn biến tình hình rừng ngập mặn bị chết, bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét mời các cơ quan đầu ngành về rừng ở Trung ương và các đơn vị liên quan để xác định nguyên nhân rừng ngập mặn bị chết, đồng thời chỉ đạo các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh có kế hoạch thanh lý số diện tích bị chết và trồng rừng thay thế.